Trên cành cao chim hót mời em chơi như mùa xuân. Bao bạn thân lấp ló gọi em tung tăng sân nhà. Bao bông phơi đã tròn dày dây bắn bay trốn tiều. Ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em không dám đâu. Không dám đâu, em còn phải học bài. Không dám đâu, em còn phải làm bài. Sân có ghê, mai mình hãy ôn bài. Không dám đâu, không dám đâu. Trên cành cao chim hót mời em chơi như mùa xuân. Bao bạn thân lấp ló gọi em tung tăng sân nhà. Bao bông phơi đã tròn dày dây bắn bay trốn tiều. Ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em không dám đâu. Không dám đâu, em còn phải học bài. Không dám đâu, em còn phải làm bài. Sân có ghê, mai mình hãy ôn bài. Không dám đâu, không dám đâu. Sẽ ngã dần về phía màu đỏ như màu vàng nè, màu cam. Chúng tạo cho ta có một cảm giác ấm áp. Còn những màu lạnh sẽ ngã dần về phía màu xanh. Chúng tạo cho ta một cảm giác mát mẻ và dễ chịu. Các bé đã nhớ chưa nào? Dạ, nhớ. Hay á, hay. Con chào thầy. Bữa nay mấy đứa hư quá, thầy sẽ phạt mấy đứa làm thêm bài tập ở nhà. Thôi thôi, anh đừng la tụi nhỏ nữa mà. Đã biết lỗi rồi. Như vậy á thì thầy sẽ không phạt mấy con nữa. Nhưng mà phải chú ý hơn ở lần sau nghe chưa? Dạ, hết thôi thầy cô. Các bé nhớ nha, phải noi gương theo bạn Bô và bạn Mướp. Đừng nên ham chơi mà lơ là theo chuyện học. Không thôi là sẽ bị thầy cô la mắng đó. Giống như bạn Siêu Nhân và bạn Cánh Cam vậy đó. Trên cành cao chim hót mời em chơi như mùa xuân. Bao bạn thân lấp ló gọi em tung tăng sân nhà. Đá bông phơi đá tròn dày dây bắn bi trốn tìm. Ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em không dám đâu. Không dám đâu, em còn phải học bài. Không dám đâu, em còn phải làm bài. Sân có ghê, mai mình hãy ôn bài. Không dám đâu, không dám đâu. Trên cành cao chim hót mời em chơi dưới mùa xuân. Bao bạn thân lấp ló gọi em tung tăng sân nhà.